Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày của Đài Phát Thanh Truyền Hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Liên minh hợp tác xã phối hợp với Hội nông dân huyện Trùng Khánh tổ chức tuyên truyền về công tác phát triển hợp tác xã cho Chủ tịch Hội nông dân các xã thị trấn, chi hội trưởng, Hội nông dân các xóm, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền cung cấp cho các học viên về chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, qua đó phát huy vai trò chủ thể trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân. Động viên khuyến khích hỗ trợ nông dân đi đầu phát triển kinh tế hợp tác, nông cốt là hợp tác xã, với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp nông dân, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Ngoài ra, báo cáo viên nhấn mạnh đến việc thành lập hợp tác xã, phải đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, đúng các quy định của pháp luật. Các nội dung trên, Liên minh Hợp tác xã tổ chức tuyên truyền tại ba địa phương, gồm thành phố, huyện Trung Khánh và Quảng Hòa, với trên 100 học viên tham gia. Cục phòng chống HDVS, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức lớp tập huấn điều trị và chăm sóc HDVS cho 54 bác sĩ điều dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế các học viên được nghiên cứu chiến lược tiếp cận kết thúc bệnh dịch s và các điểm mới trong hướng dẫn điều trị và chăm sóc hiv AIDS, quản lý bệnh không lây nhiễm ở người nhiễm hiv xét nghiệm hiv và các mô hình xét nghiệm hiv giới thiệu điều trị thuốc arv tiêu chuẩn thời điểm phác đồ khi bắt đầu điều trị các xét nghiệm trước trong quá trình điều trị thuốc arv cập nhật hướng dẫn các quy định về lập kế hoạch điều tiết báo cáo thuốc arv theo dõi chẩn đoán và xử trí thất bại điều trị điều trị vắc đồ bậc 2, bậc 3, HIV tiến triển và bệnh da niêm mạc ở nhiễm HIV, chẩn đoán, quản lý điều trị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thường gặp, lậu, mào gà, giang mai, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ em. Điều trị ARV cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và một số nội dung. Tại huyện Bảo Lâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức ra mắt tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các xóm Na Nang, Na Lốm, Nạm Trà, Sạ Thái Sơn. Tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy cộng đồng được thành lập với mục đích giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình, bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ định kiến giới, quần mẫu giới và các tập tục lạc hậu có hại đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mô hình do Ủy ban nhân dân xã quản lý gồm các thành viên là những cá nhân có uy tín cao trong cộng đồng qua đó tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm xóa bỏ các định kiến giới khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa. Vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối với Tạm Việt Hùng cán bộ công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc văn phòng hội đồng nhân dân. Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, khoảng tháng 8 năm 2021, DHG, sinh năm 1992, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, có nhu cầu mua lại thừa đất tại tổ 4 thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, với anh LXH, sinh năm 1994, trú tại huyện Trùng Khánh, với giá 200 triệu đồng. Sau đó, G có nhờ Tạ Việt Hùng giúp làm các giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thừa đất nói trên. Sau khi kiểm tra, Hùng phát hiện có sự sai lệch về thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, để làm thủ tục chuyển nhượng, đối tượng đã giả mạo chữ ký, chữ viết, hồ sơ bàn giao cho bộ phận một cửa. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu thập tài liệu, điều tra xác minh, đồng thời triệu tập những người có liên quan để làm rõ. Tại cơ quan công an tạm Việt Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sau lễ đón hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia đồng chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp và trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực và thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới. Hai bên cùng có chung nhận thức rằng trong phát triển kinh tế thế giới, nhất là trong tình hình bất ổn trên thế giới hiện nay cơ quan lập pháp hai nước cần thúc đẩy và giám sát hai chính phủ cùng với tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau duy trì các chuỗi cung ứng hiện có hợp tác chặt chẽ để hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược mà hai bên có thế mạnh để tạo ra những sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng chuyển đổi số an toàn và lĩnh vực nông nghiệp thủy sản nghề cá Tháng 7, HNX tổ chức 21 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với tổng khối lượng trúng thầu là 33.287 tỷ đồng. Theo đó, kho bạc nhà nước huy động được 28.837 tỷ đồng và ngân hàng chính sách xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng. Như vậy, trong 7 tháng năm 2023, kho bạc nhà nước đã huy động được 208.729 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 52,18% kế hoạch năm và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng, đạt 18,27% kế hoạch. Đáng chú ý, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của kho bạc nhà nước tại thời điểm cuối tháng 7 giảm từ 5 đến 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 6. Về giao dịch, thứ cấp trái phiếu chính phủ. Tháng 7 có tổng giá trị giao dịch đạt 109.611 tỷ đồng, giảm 29,23% so với tháng 6, bình quân đạt 5.220 tỷ đồng một phiên. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường chiếm 79,78%, còn lại là giao dịch hợp đồng mua lại. Lợi suất giao dịch bình quân của công cụ nợ giảm nhiều nhất ở các kỳ hạn 15 đến 20 năm, 2 năm và 5 đến 7 năm tương ứng 20,27%, 11,11% và 11,08% so với cùng kỳ tháng trước, tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 25 đến 30 năm và 20 năm đến 25 năm tương ứng 9,44% và 7,78% so với cùng kỳ tháng trước. Về kỳ hạn giao dịch của công cụ nợ, các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 15 năm. 20 đến 25 năm và 10 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 21,45%, 18,58% và 17,23%. Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện thông tư số 08-2023-TT-BGZDT sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản xin ý kiến từ Bộ Nội vụ về việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 115 2020 NDCP. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời nhất trí với nội dung này. Hiện Bộ Nội vụ đang tham mưu chính phủ bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương căn cứ tình hình thực tiễn cân nhắc lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ và bảo đảm xác định được những giáo viên thực sự xứng đáng để thăng hạng chức danh nghề nghiệp trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Hiện nay một số địa phương khi bổ nhiệm chuyển xếp giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở sang chức danh nghề nghiệp tương ứng vẫn yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chứng chỉ tin học chứng chỉ ngoại ngữ điều này khiến việc bổ nhiệm chuyển xếp chức danh nghề nghiệp còn khó khăn chưa đồng bộ Ngày và đêm mùng 5 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm, khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Ngày và đêm mùng 6 tháng 8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng 8, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Các khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đồng bằng đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị trên biển, ngày và đêm mùng 5 tháng 8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc gạo. Trước tình hình thị trường thóc gạo trong nước đang có diễn biến tăng giá, để thực hiện công tác bình ổn thị trường đảm bảo nguồn cung kiểm soát mức tăng giá lương thực trong nước. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp trong công tác bình ổn thị trường. Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường có phương án về nguồn hàng thóc gạo, đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với giá bình ổn chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng thóc gạo dự trữ bình ổn thị trường theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết, thực hiện việc thu mua giao hàng theo tiến độ hợp lý và cân đối lượng xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước. Đáng chú ý, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá thóc gạo trong nước tăng bất hợp lý. Theo thống kê, ước tính đến hết tháng 7 năm 2023, Việt Nam sẽ xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo trị giá 2,58 tỷ USD, tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 534 USD một tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu gạo tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tại thị trường truyền thống, thị trường có FTA thế hệ mới, trong đó khu vực thị trường châu Á tiếp tục là thị trường khu vực xuất khẩu lớn nhất trong 6 tháng năm 2023, đạt gần 3,3 triệu tấn, chiếm 77,7% tổng lượng xuất khẩu, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Công Thương cho biết ngay khi có thông tin về lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, giá thóc gạo trong nước tăng nhanh theo từng ngày, trung bình mỗi ngày tăng từ 50 đến 100 đồng một kg. Giá gạo nguyên liệu tại một số địa phương đã tăng từ 400 đến 500 đồng một kg so với thời điểm ngày 20 tháng 7 năm 2023. Lệnh cấm có hiệu lực. Chuyển sang tin quốc tế trong thông báo mới nhất Chính phủ Thái Lan tiếp tục khuyến cáo nông dân giảm diện tích trồng lúa và chuyển đổi sang các loại cây trồng cần ít nước hơn. Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới đang chứng kiến lượng mưa thấp hơn trong mùa mưa năm nay, trong khi phải chuẩn bị cho một đợt hạn hán có thể xảy ra vào năm tới do ảnh hưởng bởi El Nino. Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan cho biết các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do El Nino trong năm nay có thể là các tỉnh ở khu vực đồng bằng miền Trung, nơi được mệnh danh là vành đai lúa gạo của cả nước. Vì thế, việc hạn chế trồng lúa và chuyển đổi sang các loại cây trồng khác cần ít nước hơn cũng là để giúp tiết kiệm nước cho các hộ gia đình sử dụng. Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới đang chứng kiến lượng mưa thấp hơn trong mùa mưa năm nay trong khi phải chuẩn bị cho một đợt hạn hán có thể xảy ra vào năm tới do ảnh hưởng bởi El Nino. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.